Đó khó khăn. Dạ. Cảm giác là sao phải không? Dạ, nghe sao? Nghe trong nó rã cái người ra thầy. Nghe đó, bây giờ nhắc lên. Nghe lòng quay vỡ hết phải không? Dạ. Rồi, quay qua đây đi. Quay đây. Đó, quay đằng kia quá. Rồi. Thôi chuyện này thẳng ra, chuyện này công vô, đó, vậy đó. Đừng có sợ rét, cứ đi nè. Đừng có sợ. Đó, ok. Rồi. Nè, dễ sợ thế. Quay qua. Đây. Chích đó. Đừng có ngại. Bỏ cái này ra. Yeah. Nhưng mà xếp tay gì mà được. Rồi, bỏ chân lên. Rồi, dính dung như thế này. Hai bà này là phải dùng hết sức. Hết sức. Đó. Hả? Xích ra chút xíu. Sao người kêu làm gì nha? Không có. Mình làm hết gà nha. Dạ, hết gà. Hết gà. Hết gà. Rồi, bây giờ bớt chống mặt chưa? Dạ, để nghe cái đầu nó nóng lên nè. Dạ, nóng lên bớt nha. Máu lên não rồi hả? Dạ. Rồi, làm đây. Rồi. Đấy, mọi người thấy cái hay của Google Voice thông tin là gì? Mọi người nhìn nó sơ vậy thôi nha. Nhưng mà khi bấm lên cái là chân cẳng như này đi ngon lành hết. Thì cái đó là cái là bài học để đáng học nha. Buổi chiều học người ta sẽ dợt nó rất là nhiều. Tại vì nó chủ yếu là liệt rồi mà. Thật ra anh cố gắng học cái này về anh bấm. Không phải chỉ cho bà xã mình mà là cho những người xung quanh. Rồi thứ bảy người có đi học được không? Đi đi. Đi với thầy đi nha. Tại vì á là thầy có cái nhóm ở bên đó là anh em làm thiện nguyện cũng giúp dân thôi, cho nên á là hai vợ chồng mà kỳ này thầy giúp cho khỏi bệnh ha, rồi làm cho tốt rồi về phụ mấy người kia, mấy người kia làm trong chùa thôi để giúp cho đời ha. Rồi là một tuần á, một tuần á là mình làm việc mình sắp xếp một buổi nào đó mình đến mình làm cái chuyện công quả ha. Ở đây công quả là không cần phải đem tiền cho ai hết, mà là đem cái công sức mình ra để giúp đời ha. Ra là đừng có lo. Mà bấm cái này ba đâu có đau, nãy ba đâu có nói gì. Đây là cái cơ hội ông phải lúc nào cũng được qua được học đó. Hai ông bà học xong tới giờ tới cuối tuần như tới bảy nhật xong là thấy người khác hết. Bỏ thứ trong cửa, thằng cũng đi làm được. Được. Dạ, rồi đứng được ha. Thôi đáng đi ha. Cứu đời nha. Ồ. Xong rồi. Thôi vậy. Thấy không? Bởi vì mình nó là cái người bệnh, khi mình đã khỏi bệnh rồi, mình biết cách nữa thì mình phải giúp cho nhiều người khác nữa. Dạ. Cái đó mới gọi là công đức. Dạ. Thì mình làm á là ở đây á, là tôi nói với chị, hai anh chị cũng là người đồng lực đúng không? Dạ. Thì mình bây giờ hôm nay mình phải cầu nguyện. Dạ. Mình cầu là mình được gặp thầy thuốc, mình cầu để mình được khỏi bệnh. Và mình nguyện khi mà tôi khỏi bệnh được, tôi sẽ đem cái sự hiểu biết học tập của tôi để giúp người khác. Dạ. Ở đây tôi không cần mọi người đem tiền cúng chùa, cúng kiếp gì hết, mà chỉ cần đem công sức đi cứu người đó. Ok. Dạ. Rồi, bây giờ chị đứng dậy, chị đi qua đi lại, chị đi khác rồi đó. Dạ. Lên cầu thang cũng nha. Không, từ từ, cứ đi đi trước. Rồi. Tại vì á, hồi nãy chị đi rất là nặng rồi, đúng không? Yeah. Đó. Rồi chị đi mạnh qua đây. Rồi. Nhưng mà cái đó chưa thua, mọi người coi chị chạy nè. Chạy đi. Chạy. Đó, mọi người đâu? Rồi, hết rồi. Đó. Chạy được rồi thầy.
Dạ được rồi. Dạ. Nhưng mà ngồi xuống đứng dậy giờ khác rồi. Dạ. Dạ. Đó, ngồi xuống đứng dậy cho tôi hạ hết hồn chơi. Vậy chứ một chút xíu ghiền nó đứng lên ngồi dậy hoài à. Rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.